Đấy, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người món cua rang me nha. Đấy thì mình đã chuẩn bị ba con cua này và mình đã làm sạch sẽ và sơ chế rồi nha. Đấy, về các cái nguyên liệu khác thì mình chuẩn bị tỏi băm này. Đấy. Mình sử dụng hai mẫu canh nha. Đấy, xà băm này, hành tím băm này, gừng băm thì mình sử dụng một mẫu canh nha. Đấy, bột bắp này. Và mình sử dụng 3 bịch me nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha mọi người. Giờ mình sẽ đem cua đi chiên sơ nha mọi người. Đấy. Giờ dầu của mình cũng đã sôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ đấy, lấy cái cua này này, mình sẽ nhúng qua cái bột năng này nha. Đấy, mọi người không có bột năng thì mọi người sử dụng bột bắp cũng được. Mục đích mình nhúng cái này để nó giữ được cái độ ngọt của cua nha. Đấy, mình chiên sơ qua cho cua nó khử mùi tanh của cua nha. Đấy, cái càng này thì mọi người đập dập dập ra này để chốt nó cho nó ngấm. Đấy, mọi người nhúng với phần thịt này nha. Đấy. Mọi người đun lửa vừa đấy nha. Đấy, cái này thì mọi người chiên khoảng tầm 5 phút nha. Đấy, mình chiên sơ cua lên cho mình khử cái mùi tanh của cua ấy. Rồi, cua mình chiên thế này cũng đã được nha mọi người. Giờ mình sẽ cho ra dĩa nha. Đấy, cái này cua này thì mọi người chiên vừa chín thôi nha. Mình mà chín quá là nó sẽ không ngọt nữa đâu. Cho me vào đây mình đun sôi nha mọi người. Mình làm nước sốt me nha. Đấy, mình một chút nữa mình sẽ lọc lấy cái nước cốt me này nha. Dầm ra. Làm được sốt cho mọi người, mình sẽ tận dụng cái chảo dầu hồi nãy nha. Đấy, nhưng mà mình lấy ít dầu thôi. Thì mình sẽ cho các cái nguyên liệu vào mình phi lên nha. Mình cho tỏi này, mình sử dụng hai mẫu canh nhé. Đấy. Gừng này, mình sử dụng một mẫu canh. Hành tím này mình sử dụng hai mẫu canh. Đấy, xả thì mình sử dụng hai mẫu canh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ phi vàng lên nha, xong rồi mình cho nước cốt me vào. Mình phi thế này cũng đã được nha mọi người.
Giờ mình sẽ cho nước cốt me vào nha. Rồi, khuấy đều đi. Thì giờ mình sẽ nêm nếm gia vị luôn nha. Mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh đường nha. Ba muỗng canh tương cà nha. Hai muỗng canh tương ớt nha. Rồi mình sử dụng 3 muỗng canh nước mắm. Rồi mình cho một chút bột ngọt cho mọi người. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và đun sôi lên nha. Rồi sau khi sôi thì mọi người nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của mọi người nha. Đấy, của mình đây thì mình nêm nếm vừa rồi. Cái nước cốt này thì mình nó có vị chua chua ngon ngọt mặn mặn đấy. Đấy, mọi người cứ nêm nếm cho nó hợp khẩu vị mọi người rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cua vào nhé. Thì bây giờ mình sẽ đun đến khi nào cái nước cốt phê này nó sệt sệt lại nha mọi người. Đấy, mình sẽ đun lửa thì mình sẽ để lửa vừa nhé. Đấy, giờ mình sẽ đảo đều lên cho các cái gia vị nước cốt này nó ngấm vào cua nó mới ngon này. Rồi, vậy là món cua rang me của mình cũng đã xong nha mọi người. Đấy, mình đã cho ra dĩa rồi nha. Thì món này thì mình sẽ chấm với muối tiêu chanh này. Đấy, và mình chuẩn bị một ít rau răm. Thì giờ mình sẽ tiến hành thưởng thức xem thế nào nha mọi người. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ vắt muối tiêu chanh vào. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn mọi người ạ. Thơm quá. Đấy. Đấy. Rồi giờ mình sẽ chấm muối tiêu chanh nha. Đấy, cua này mình mua cua sống á. Thì nhìn thịt nó rất là chắc. Đấy, mọi người nên lựa chọn cua sống để nấu món này nha. Ngon quá mọi người ạ. Thịt cua rất là ngọt và kèm theo hỗn hợp nước sốt me nó tạo nên hương vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn á, rất là tuyệt vời mọi người ạ. Cua thì rất là giòn. Ừ.
ngon quá mọi người ơi. Thì món này cũng đơn giản thôi mọi người ạ. Nếu mọi người có thời gian thì cũng làm thưởng thức xem thế nào nha. Mình chúc mọi người làm món này thành công nha. Clip của mình có lẽ cũng tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người vào các clip lần sau nha. Bye bye, xin chào mọi người nha. Mọi người xem clip của mình mà hay thì chia sẻ và đăng ký kênh giùm mình nha. Rồi, xin chào mọi người nha.